đến với kênh YouTube của Điện máy Đặng Gia. Hiện nay thì máy hút bụi công nghiệp đang được sử dụng rất là phổ biến trong công việc vệ sinh của nhiều đơn vị doanh nghiệp, bệnh viện, nhà xưởng, trường học, bởi những thiết bị này sở hữu những tính năng rất là ưu việt như là công suất mạnh mẽ, làm việc hiệu quả và đặc biệt là giá thành ổn định. Với những ưu điểm vượt bậc về thiết kế và tính năng, máy hút bụi công nghiệp Parada PD80A đã trở thành model tiêu biểu được đông đảo người tiêu dùng ưa chuộng sử dụng. Parada PD80A là sản phẩm máy hút bụi có lực hút rất mạnh. Máy sở hữu 3 motor với tổng công suất lên đến 3.900 W, lưu lượng khí 310 lít trên giây cho khả năng hút bụi khô, bụi ướt, kim loại, thủy tinh. 3 motor của máy tương ứng với 3 công tắc riêng biệt để có thể tùy chỉnh lực hút theo nhu cầu. Với tính năng này, các motor có thể hoạt động luân phiên và có thời gian nghỉ, từ đó máy hoạt động bền bỉ và đảm bảo tuổi thọ tối đa của máy. Thùng chứa của Parada PD80A được làm bằng chất liệu inox sáng bóng, chống chịu được va đập mạnh và tránh bị han rỉ. Dung tích lên đến 80 lít, cho phép máy làm việc ở những không gian rộng, liên tục mà không cần phải đổ bụi nhiều lần, tăng hiệu suất làm việc. Ngoài ra, để giúp việc đổ bụi, nước bẩn trong thùng chứa trở nên dễ dàng hơn, nhà sản xuất đã thiết kế thêm phần van xả nước ở ngay trên thân máy rất tiện lợi. Đây là chốt kết nối của thùng chứa và giá đỡ. Khi muốn đổ bụi trong thùng chứa, ta chỉ việc đẩy chốt xuống và nghiêng thùng như thế này. Đầu máy hút bụi công nghiệp Parada PD80A có thể dễ dàng tháo rời ra để vệ sinh bên trong thùng chứa. Chân đế và đầu máy được làm từ nhựa ABS cao cấp, siêu bền bỉ. Các linh kiện của máy cũng được ráp nối một cách chắc chắn, tỉ mỉ, đảm bảo không bị rung lắc hay bị rơi ra sau một thời gian hoạt động. Công tắc bật tắt được bọc một lớp nhựa để bảo vệ những tác động từ bên ngoài, chống bụi, chống nước hiệu quả. Máy có thiết kế khá nhỏ, trọng lượng máy chỉ 25 kg. Máy tích hợp thêm phần tay đẩy trên thân máy và hệ thống bánh xe điều hướng, giúp cho việc di chuyển máy khi làm việc được thực hiện nhanh chóng, dễ dàng. Máy hút bụi công nghiệp Parada model PD80A cũng gây ấn tượng với khách hàng nhờ được trang bị bộ phụ kiện bàn hút vô cùng đa dạng như bàn hút bụi, bàn hút nước, đầu hút khe, đầu chổi tròn, cho phép người dùng dễ dàng làm sạch ở nhiều vị trí khác nhau, giúp cho việc vệ sinh đạt hiệu quả cao nhất. Đi kèm với đó là bộ dây điện dài 8-10m, giúp người dùng có thể thực hiện công việc hút bụi cho cả mặt phẳng rộng rãi hay len lỏi vào sâu các mép tường, rèm cửa, góc bàn làm việc. Bước 1, anh chị sẽ lắp một đầu của ống nối mềm vào thùng chứa nước thải. Bước 2, anh chị ghép hai ống nối inox với nhau và nối với ống nối mềm. Bước 3, anh chị lựa chọn một bàn hút phù hợp với nhu cầu sử dụng và lắp vào một đầu của ống inox. Với đầu chổi tròn và đầu hút khe, anh chị nối trực tiếp vào ống nối mềm để sử dụng. Việc lắp đặt và vận hành máy hút bụi công nghiệp Parada PD80A khá đơn giản, song không phải người dùng nào cũng biết vận hành và bảo quản máy để đạt hiệu quả làm sạch tốt nhất. Vì vậy, anh chị hãy ghi nhớ một vài lưu ý sau đây. Lựa chọn và sử dụng máy có công suất phù hợp với diện tích không gian cần vệ sinh. Hạn chế sử dụng máy cho các loại rác thải có kích thước quá lớn, sắc nhọn, tránh những tác động không tốt đến phụ kiện máy. Không nên cho máy vận hành khi thùng chứa đã đầy bụi vì sẽ làm cho bụi bẩn bám lên các linh kiện và làm hư hỏng động cơ. Thường xuyên vệ sinh và làm sạch túi lọc để quá trình làm sạch mang lại hiệu quả tốt nhất. Máy hút bụi công nghiệp Parada PD80A là thiết bị vệ sinh thông minh rất xứng đáng để các đơn vị doanh nghiệp đầu tư và sử dụng. Hiện sản phẩm đang được phân phối chính hãng tại Điện máy Đặng Gia với rất nhiều ưu đãi về giá cả, đi kèm là chế độ bảo hành hấp dẫn. Nếu chị có nhu cầu mua sản phẩm, hãy truy cập vào website trungtammuasam.vn hoặc liên hệ với chúng tôi qua hotline để được tư vấn chi tiết. Xin chào và hẹn gặp lại.